Mình đã bị hải quan Trung Quốc xóa hết video và ảnh trong điện thoại. Và sau đây là một số lưu ý cho các bạn chuẩn bị nhập cảnh Trung Quốc trong thời gian tới nhé. Xin chào các bạn, mình là Thủy, một dược sĩ đang theo học tại Đại học Nam Hoa của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Và trong video này mình sẽ kể về cái trải nghiệm của mình cũng như là một số rắc rối nho nhỏ của mình trong quá trình nhập cảnh đến Trung Quốc, cũng như là chia sẻ một số lưu ý cho các bạn để trong quá trình nhập cảnh trong thời gian tới của các bạn sẽ đỡ bỡ ngỡ và đỡ gặp một số rắc rối như mình nhé. Mình đi chuyến bay của Vietjet Air từ 1 giờ trưa từ thành phố Hồ Chí Minh và đến khoảng 6 giờ sẽ đến Thành Đô theo giờ của Trung Quốc. Trong chuyến bay thì không được phục vụ bữa ăn mà mình phải mua trên máy bay, nên mình khuyên là bên cạnh các suất ăn mà các bạn mua trên máy bay thì các bạn hãy mang theo đồ ăn để nạp thêm năng lượng nhiều nhất có thể, vì chặng đường từ lúc xuống máy bay đến khi về khách sạn vô cùng dài và mệt. Ngồi trên máy bay ngắm cảnh ngoài trời là toàn là mây, núi, vân vân. Chuyến bay khá là dài nên nếu có thể các bạn hãy cố gắng ngủ, nghỉ ngơi hoặc là ăn uống cho no. Bởi vì là như mình đã nói, khi xuống thì chặng đường của các bạn còn rất là dài. Khi chuẩn bị đáp máy bay thì họ sẽ xịt khuẩn cả máy bay này. Trên máy bay cũng bị xịt khuẩn các bạn ạ. Khi xuống máy bay, sân bay Thành Đô có phát cho mình một tờ để điền thông tin khi nhập cảnh. Các bạn nên điền tờ này cẩn thận trước và đừng vứt đi, vì lát sau người nước ngoài sẽ được điền một tờ khác nhưng nội dung khá tương tự tờ này, và mình khi có sự chuẩn bị trước rồi thì sẽ điền nhanh hơn. Thời gian chờ đợi để được nhập cảnh sẽ khá là lâu. Để có thể tránh bị những vướng mắc và mất thời gian thì các bạn cần lưu ý những điều sau. Đầu tiên, mã hải quan và mã sức khỏe, các bạn nên điền cẩn thận những thông tin để tránh đến nơi quét mã sai phải ngồi sửa điền lại rất là lích kích. Và ở đây thì wifi có thể đến sân bay để sử dụng, tuy nhiên thì có những trường hợp cũng bị đen đủi thì không sử dụng được wifi, cũng không vào được wifi của sân bay, nên cái việc quét mã rất là phức tạp. Mà cái việc quét mã này nó đã quan trọng nên mình khuyên là các bạn nên mua sim trước, mua sim du lịch trước để dùng. Điều thứ ba, các bạn nên chuẩn bị đồ của mình vào vali có bánh để kéo xe. Các bạn không nên hoặc là hạn chế mang các loại túi sách, túi đeo vai vân vân, đặc biệt là các bạn nữ, bởi vì sân bay rất là rộng, cả sân bay ở Việt Nam, đặc biệt đến sân bay Trung Quốc còn rộng hơn và mình còn đi lại nhiều hơn nên việc di chuyển rất là nhiều. Và để thuận tiện cho việc di chuyển cũng như là tránh làm các bạn kiệt sức thì mình khuyên là các bạn nên dùng vali có thể kéo hoặc đẩy nhé. Việc nhập cảnh sẽ mất rất nhiều thời gian, thậm chí 6 giờ mình xuống sân bay mà đến 10 giờ kém mình mới được nhận phòng khách sạn thì các bạn có thể hiểu là nó lâu như thế nào rồi đấy. Và trong quá trình này thì không hề được ăn uống gì đâu nha các bạn. Nên mình khuyên các bạn là nên ăn thật no trước khi xuống máy bay. Trước đây thì mình cũng đã từng thắc mắc là tại sao đã có rất nhiều du học sinh đi qua rồi nhưng mà không hề có một cái video nào để hướng dẫn cụ thể về cái việc nhập cảnh ở Trung Quốc như thế nào. Thì sau khi đến lượt mình thì mình mới biết, đây, vấn đề đã đến rồi đây các bạn ơi. Mình đã bị hải quan xóa hết video và ảnh trong máy của mình từ cái quá trình mình quay khi mà xuống sân bay Trung Quốc để nhập cảnh, vì họ nói rằng là ở đây cấm quay và chụp. Các bạn cũng sẽ thắc mắc là tại sao họ lại biết là mình quay, đúng không? Vì thật ra nguyên nhân là đến từ mình. Do là mình biết là khi mà đến cái bước cuối cùng của quá trình nhập cảnh thì họ sẽ hỏi mình một số câu hỏi. Và một trong những câu hỏi đấy thì có thể là những cái giấy tờ liên quan đến quá trình nhập học của mình. Thì mình biết rằng là có thể trình cái bản mềm được, nên mình đã để cái bản mềm ở trong cái điện thoại của mình. Và khi họ hỏi mình là giấy báo nhập học đâu thì mình đưa điện thoại của mình ra cho họ. Thì sau khi họ kiểm tra cái nội dung đấy thì mình có thấy họ cầm điện thoại của mình thêm một lúc lâu nữa. Và đây chính là lúc mà họ kiểm tra thêm cả cái album ảnh của mình. Và sau đấy thì họ cầm điện thoại của mình một lúc khá là lâu. Cái ông mà kiểm tra hải quan của mình ấy, sau khi cầm điện thoại của mình xong, ông ấy còn gọi cả mấy ông đằng sau nữa, gọi cả mấy ông đứng sau nữa và chỉ trò trò cái điện thoại của mình. Làm đến đoạn này thì mình cũng bắt đầu thấy hơi hoang mang rồi. Không biết là vấn đề của mình là gì mà tại sao lại tự nhiên lại mất nhiều thời gian thế, trong khi những bạn khác thì mình nghĩ chỉ mất khoảng 5 phút thôi. Còn mình thì chắc phải 10-15 phút rồi mà vẫn chưa được. Mà vẫn ông ấy vẫn đang xem cái điện thoại của mình và mình không biết là cái vấn đề nó là cái gì. Sau đấy thì mình còn nghĩ lung tung đủ thứ, nào là không biết là mình có được nhập cảnh không, lỡ bị đuổi về thì sao, bởi vì trước đấy cũng nghe một số người nói là có thể bị đuổi về ấy. Thì mình cũng thật sự đến lúc đấy là cũng thấy hơi hoang mang rồi. 15 phút trôi qua rồi, sau đấy thì
họ có giơ điện thoại ra cho mình. Họ bảo là mày đã quay phim chụp ảnh ở đây và quy định ở đây là không được chụp. Sau đấy thì bởi vì là cái điện thoại của mình là tiếng Việt ấy, nên họ không hiểu được là làm thế nào để xóa. Đầu tiên họ có thể có xóa được mấy cái rồi, nhưng sau đấy họ yêu cầu mình là phải xóa cả ở trong thùng rác nữa. Nhưng mà ở trong thùng rác thì họ không biết làm thế nào để xóa. Thế là một lúc sau họ phải gọi mình ra và họ bảo là bây giờ mày phải xóa đi thì mới được nhập cảnh. Đấy, mỗi một chuyện đấy thôi là mình tốn thêm khoảng 20 phút rồi. Nên là có lời khuyên cho các bạn đó là, thứ nhất, nếu các bạn muốn quay thì không được để những cái giấy tờ mà cần phải show ra cho hải quan, ví dụ như là giấy báo nhập học này, các giấy tờ liên quan vân vân, ở trên điện thoại, vì họ có thể kiểm tra điện thoại của mình bất cứ lúc nào. Thứ hai là những cái bản đấy, những cái bản như giấy báo nhập học vân vân, thì mình biết là có thể dùng bản in photo màu ra cũng được, bởi vì là em cùng chuyến bay của mình, em ấy vẫn dùng bản in photo màu chứ không cần phải bản gốc. Bởi vì thật ra đến tận bây giờ mình cũng không có bản gốc của mình, những cái đấy chỉ có bản gửi của nhà trường thôi. Sau khi cái bước này xong thì mình mới được ra lấy hành lý và ra xe về khách sạn. Các bạn cũng nhớ rằng là nhân viên ở đây thì họ không giúp mình kéo vali hay là xếp đồ, kể cả cho vali của bạn có nặng đến mấy và bạn có đang khó khăn đến mấy thì tất cả những nhân viên đây họ sẽ không giúp mình đâu, bởi vì họ sợ mình mắc covid mà. Ngoài ra thì trong quá trình ra xe để về khách sạn thì các bạn cũng phải quét thêm một số mã nữa. Tuy nhiên thì sẽ được hướng dẫn thôi nên các bạn không phải lo. Nhưng mà mình vẫn nói là các bạn nên có sim, có sẵn 3G trong trường hợp là đen đủi không thể kết nối được với wifi của sân bay, vì cái việc quét mã này sẽ giúp các bạn thuận tiện hơn cũng như là nắm bắt các thông tin nhanh hơn. Về đến khách sạn thì cũng đã 10 giờ rồi. Và các bạn nhớ là không có đồ ăn đâu các bạn ạ. Đối với chuyến của mình thì không hề có đồ ăn, mà họ cho sẵn mình một hộp mì để trong phòng. Nhưng đó là hộp mì của Trung Quốc và nó cay khủng khiếp, mình không thể ăn nổi. Thế là phải lôi mì Hảo Hải chân ái ra ăn. Đó là toàn bộ quá trình mình nhập cảnh Trung Quốc và câu chuyện đáng nhớ của mình. Video của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Video sau thì mình có thể sẽ nói nhiều hơn về những lưu ý trong khu cách ly, những vật dụng cần mang theo. Và các bạn có thể nếu như thấy video của mình hữu ích thì hãy like và subscribe. Và đến đây là hết. Xin chào. Bye.